cho thất nhá. Ừ. À. Đây, cho thất một đống này mấy chục chiếc. Đĩa nhà đĩa nào kém vứt. Có kinh nghiệm nhiều lắm. Đúc kết được nhiều. Còn cái kia ru à?
Vâng, hả? Ôi, quên mày đi vít. Kiểu cơ bản hay mạnh chứ. Mót sắn lên đấy yếc đấy tí thằng một cái kia thì lấy ra đúng lui ra cái này thôi. Thank you.
trả tiền. Làm chẳng bố mẹ nào lúc nào đến việc nào cứ cái bay cắt tôi đi. Sao đây? Sao môi đỏ đây? Chảy máu. Đĩa rồi đúng không? Đây có đĩa thôi. Đĩa nhà chú hỏng hết rồi, xem cái nào hỏng vứt bỏ đi. Lấy nhiều không? Ừ, hơi tiêu thôi. Cho thất nha. Ừ. Đây. Cho thất một đống này mấy chục chiếc. Đĩa nhà đĩa nào kém vứt đi. Dầu vứt đi. Đi luôn á? Đi luôn. Vì bây màu dễ. Nhìn vuông quá, vuông không? Nhìn nó vuông à? Ừ.
Làm như có được phải không? Nó làm đi. Nghiên cứu ấy, đúng không ạ? Nhiều khi mình tưởng là mình
À mình sắn quần nó lên chứ. Thank you.
lên cho nó cao bằng cái vãi rồi chú buộc vào là được. Không, đây bây giờ buộc. Bí nào ơi? Vừa điện giật xong. À. Ui, điện giật ghê thế. Sợ ba cái dây nó hở. À. Ui ô, điện đánh.
Để đóng đây. Còn 3 ngày nữa. Thế anh tính cho 10 công gì? 10 công. Từ hôm đấy em không ghi. 10. Đấy thì trước thì hộ, sau thì công cán. Phải lấy 3 triệu. Đi làm thì lấy công, còn đi hộ nhau nó khác. Công, còn cái kia thì nhận này. Của em là 50 nhá. Năm nay là 10 và 55 triệu 150. Thank you.